Mời quý vị và các bạn theo dõi buổi truyền hình trực tiếp kết quả quay số mở thưởng vé xổ số truyền thống tỉnh Quảng Nam, loại có 6 chữ số dự thưởng, thứ ba ngày 3 tháng 1 năm 2023, ký hiệu QNA01, mệnh giá 10.000 đồng. Buổi quay số mở thưởng hôm nay, thành phần hội đồng giám sát xổ số gồm có đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, đại diện Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và cuối cùng là đại diện lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Nam. Bây giờ mời đội quay số mở thưởng vào vị trí để thực hiện kiểm tra lòng cầu và các quả cầu. Lần lượt bỏ vào lòng cầu các quả cầu có số thứ tự từ 0 đến 9. Trước tiên là quả cầu số 0. Quả cầu số 1. Quả cầu số 2. Quả cầu số 3. Quả cầu số 4. Quả cầu số 5. Quả cầu số 6. Quả cầu số 7. Quả cầu số 8. Và cuối cùng là quả cầu số 9. Phần kiểm tra lòng cầu và các quả cầu đã xong. Sau đây là phần quay số lần lượt từ dãy 8 đến dãy đặc biệt. Chúc các bạn may mắn. Trước hết là phần quay số cho dãy 8. Dãy 8 được tính 2 lòng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho dãy 8 bắt đầu. Kết quả của dãy 8 gồm các số 0, 6, tức là 0 chục 6 đơn vị. Tiếp theo là lần quay số cho dãy 7. Dãy 7 được tính 3 lòng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho dãy 7 bắt đầu. Xin được phép lại kết quả của dãy 8 gồm các số 0, 6, tức là 0 chục 6 đơn vị. Kết quả của dãy 7 gồm các số 1, 7, 2, tức là 172. Bây giờ là lần quay số cho dãy 6. Dãy 6 được tính 4 lòng cầu và quay 3 lần. Lần quay thứ nhất cho dãy 6 bắt đầu. Xin được phát lại kết quả của dãy 7 gồm các số 1, 7, 2, tức là 172. Kết quả lần quay thứ nhất của dãy 6 gồm các số 4, 9, 9, 5, tức là 4.995. Tiếp theo là lần quay thứ hai cho dãy 6. Lần quay thứ hai cho dãy 6 bắt đầu. Xin được kết quả kết quả lần quay thứ nhất của dãy 6 gồm các số 4, 9, 9, 5, tức là 4.995.
Kết quả lần quay thứ 2 của dãy 6 gồm các số 0, 4, 5, 3, tức là 0453. Bây giờ là lần quay cuối cùng cho dãy 6. Lần quay cuối cùng cho dãy 6, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 2 của dãy 6 gồm các số 0, 4, 5, 3, tức là 0453. Kết quả lần quay cuối cùng của dãy 6 gồm các số 4, 7, 8, 3, tức là 4783. Tiếp theo là lần quay số cho dãy 5. Dãy 5 được tính 4 lòng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho dãy 5, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của dãy 6 gồm các số 4, 7, 8, 3, tức là 4783. Kết quả của dãy 5 gồm các số 5, 2, 9, 8, tức là 5298. Bây giờ là lần quay số cho dãy 4. Dãy 4 được tính 5 lòng cầu và quay 7 lần. Lần quay thứ nhất cho dãy 4, bắt đầu. Xin được lại kết quả của dãy 5 gồm các số 5, 2, 9, 8, tức là 5298. Kết quả lần quay thứ nhất của dãy 4 gồm các số 3, 5, 7, 2, 8, tức là 35728. Tiếp theo là lần quay thứ 2 cho dãy 4. Lần quay thứ 2 cho dãy 4, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ nhất của dãy 4 gồm các số 3, 5, 7, 2, 8, tức là 35728. Kết quả lần quay thứ 2 của dãy 4 gồm các số 9, 9, 2, 9, 1, tức là 99291. Tiếp theo là lần quay thứ 3 cho dãy 4. Lần quay thứ 3 cho dãy 4, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 2 của dãy 4 gồm các số 9, 9, 2, 9, 1, tức là 99291. Kết quả lần quay thứ 3 của dãy 4 gồm các số 6, 1, 5, 6, 9, tức là 61569. Bây giờ là lần quay thứ 4 cho dãy 4. Lần quay thứ 4 cho dãy 4, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 3 của dãy 4 gồm các số 6, 1, 5, 6, 9, tức là 61569. Kết quả lần quay thứ 4 của dãy 4 gồm các số 0, 6, 1, 8, 6, tức là 0.006.186. Tiếp theo là lần quay thứ 5 cho dãy 4. Lần quay thứ 5 cho dãy 4, bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay thứ 4 của dãy 4 gồm các số 0, 6, 1, 8, 6, tức là 0.006.186. Kết quả lần quay thứ 5 của dãy 4 gồm các số 5, 9, 8, 7, 1, tức là 59.871. Tiếp theo là lần quay thứ 6 cho dãy 4. Lần quay thứ 6 cho dãy 4, bắt đầu.
xin được nhắc lại kết quả là ngày thứ năm của giải đua dành số 5, 9, 8, 7, 1, tức là 59 là 871. Kết quả lần quay thứ 6 của giải tư gồm các số 6, 8, 5, 9, 4, tức là 68.594. Bây giờ là lần quay cuối cùng cho giải tư. Lần quay cuối cùng cho giải tư bắt đầu. Xin được các bạn có thể lần quay thứ 6 của giải tư gồm các số 6, 8, 5, 9, 4, tức là 68.594. Kết quả lần quay cuối cùng của giải tư gồm các số 7, 1, 9, 6, 3, tức là 71.963. Tiếp theo là lần quay số cho giải 3. Giải 3 được tính 5 lòng cầu và quay 2 lần. Lần quay thứ nhất cho giải 3 bắt đầu. Xin được nhắc lại kết quả lần quay cuối cùng của giải tư gồm các số 7, 1, 9, 6, 3, tức là 71.963. Kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 gồm các số 4, 3, 4, 0, 7, tức là 43.407. Bây giờ là lần quay cuối cùng cho giải 3. Lần quay cuối cùng cho giải 3 bắt đầu. Xin được các bạn kết quả lần quay thứ nhất của giải 3 gồm các số 4, 3, 4, 0, 7, tức là 43.407. Kết quả lần quay cuối cùng của giải 3 gồm các số 3, 9, 9, 4, 2, tức là 39.942. Bây giờ là lần quay số cho giải nhì. Giải nhì được tính 5 lòng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải nhì bắt đầu. Xin được các bạn kết quả lần quay cuối cùng của giải 3 gồm các số 3, 9, 9, 4, 2, tức là 39.942. Kết quả của giải nhì gồm các số 8, 0, 9, 5, 5, tức là 80.955. Tiếp theo là lần quay số cho giải nhất. Giải nhất được tính 5 lòng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải nhất bắt đầu. Xin được các bạn kết quả của giải nhì gồm các số 8, 0, 9, 5, 5, tức là 80.955. Kết quả của giải nhất gồm các số 4, 3, 3, 7, 5, tức là 43.375. Và bây giờ là lần quay số cho giải đặc biệt. Giải đặc biệt được tính 6 lòng cầu và quay 1 lần. Lần quay số cho giải đặc biệt bắt đầu. Xin được các bạn kết quả của giải nhất gồm các số 4, 3, 3, 7, 5, tức là 43.375. Kết quả của giải đặc biệt gồm các số 5, 8, 7, 9, 7, 7, tức là 587.977. Xin được nhắc lại kết quả của giải đặc biệt gồm các số 5, 8, 7, 9, 7, 7, tức là 587.977. Giải phụ đặc biệt dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt.
giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn nhưng chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào còn lại so với giải đặc biệt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi trình bày kết quả mở thưởng vé trúng tiền thắng.